xử phạt hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh đánh khách hàng 13 triệu đồng. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh, phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống. Ngày 12 tháng 7, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh, phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống và giao Công an phường Tống Đạt hướng dẫn đối tượng vi phạm chấp hành quyết định, với mức phạt mỗi người 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác. Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, một phụ nữ là chị NKA viết nội dung sự việc xảy ra tại cửa hàng bánh mì Nguyên Sinh ở phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống. Theo nội dung, khoảng 18 giờ ngày 36, chị A cùng mẹ, em trai đến quán bánh mì Nguyên Sinh ăn tối. Chị A có mang theo lon nước dừa vào quán. Khi bị nhắc nhở không được mang nước ở ngoài vào, chị A đã cất đi và xin lỗi. Tuy nhiên, các nhân viên của quán vẫn tiếp tục bình luận, chỉ trích người mang đồ ăn, đồ uống ngoài vào là vô văn hóa. Cảm thấy bị xúc phạm nên chị A cùng mẹ và em trai quyết định không ăn nữa và ra về, đồng thời góp ý lại phía nhân viên, dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này, chị A và em trai bị hai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh lao vào hành hung. Các vị khách này sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin ban đầu, Công an phường Hàng Trống đã lập hồ sơ mời các bên liên quan đến làm việc. Cơ quan điều tra cũng đã hướng dẫn chị A đi khám thương để giám định tỷ lệ thương tích. Đây sẽ là một trong những căn cứ để đưa ra hình thức xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan công an đã yêu cầu nhân viên cửa hàng bánh mì Nguyên Sinh xin lỗi về thái độ, hành vi của mình đối với khách hàng.